Tiền vệ phòng ngự, right. Anh này trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham và hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ West Ham. West Ham là một trong những câu lạc bộ có lịch sử ở giải Ngoại hạng Anh, và đây cũng chính là nơi đào tạo ra những tiền vệ huyền thoại như là Frank Lampard, và hiện tại thì đó chính là De Ligt. Ở mùa giải 19 TS này, De Ligt có chỉ số CDM là 88, CB là 88 và CM là 82 ở mức thiện cộng 1. Mức lương 15, chiều cao 1m85, cân nặng 80 kg, thể hình nhỏ, chân thuận trái 3 và phải 5. Ở vị trí CDM thì De Ligt mạnh nhất ở khả năng xoạc bóng, lấy bóng và chuyền dài như là cắt bóng. Tiền vệ này đang còn rất trẻ. Và anh sinh năm 1999, có 2 sao kỹ thuật. Khi để De Ligt ở vị trí CDM thì các bạn để chiến thuật đơn của anh như sau. Nói chung là đặt thủ cao nhất và công thấp nhất, giữ vị trí phòng thủ cân bằng, lấy trận thông thường view trong một ít game. Thường những tiền vệ phòng ngự có chiều cao tốt trên 1m8 thì đó sẽ là một lợi thế được tranh chấp bóng bổng. Những điểm mạnh của De Ligt chính là nằm ở bộ chỉ số phòng ngự tốt. Ngoài vị trí CDM, anh có thể đá tốt ở vị trí CB thì chứng tỏ rằng là đây chắc chắn là một cầu thủ có khả năng phòng ngự rất xuất sắc. Đây là De Ligt. Trong in game thì thể hình của anh tương đối đẹp. Right. Đỡ bóng rất tốt. Bóng bước một tuyệt vời đấy. Khả năng xoay trở cũng tương đối nhanh. Rất nhanh nhẹn và năng động. Ở một độ tuổi 20. Sau khi test The Ride ở một số trận thì tôi thấy khả năng tranh chấp của anh là tương đối tốt. Khả năng tông húc là không ngán bất kỳ. Kể cả bắt Patrick Vieira. Quá đáng tiếc. Tình huống bỏ lỡ không thể tin được của Raul Haken. Hiện nay thì có rất nhiều câu lạc bộ đã đưa ra lời đề nghị đúng rồi. Nhưng anh vẫn ở lại West Ham. Ở độ tuổi còn rất trẻ này thì De Ligt nên tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân thêm trước khi anh sẽ tới với một câu lạc bộ thật sự xứng tầm với mình. Nay thì Real Madrid và đặc biệt là Manchester United là câu lạc bộ rất thèm khát có được sự phục vụ dài trong kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh của mình thì Manchester United đã có tiền vệ cự thật sự xuất sắc như Roy Keane. Tuy nhiên đã rất lâu rồi, Manu đang thiếu đi một trong những tiền vệ phòng đích thực, người có khả năng gánh team. Chắc chắn Rai sẽ là một sự lựa chọn rất lý tưởng cho câu lạc bộ thành Manchester. Ngoài khả năng phòng ngự tốt, Rai còn có những tình huống lên tham gia tấn công và dứt điểm cực kỳ tốt. Khả năng không chiến và khả năng ghi bàn của Rai đều được thể hiện trong những trận đấu xếp hạng. Về AI thì Rai là một cầu thủ có lối chơi
rất thông minh và tư duy. Không đơn giản chỉ là một cầu thủ phòng ngự. Rai có khả năng chọn vị trí và đọc tình huống trên sân rất tốt. Về tốc độ thì Rai không phải là mẫu cầu thủ có tốc độ cao, tốc độ tốt. Tuy nhiên thì tốc độ của anh trong trận đấu là để đáp ứng yêu cầu cơ bản. Khả năng sọc bóng và tranh cướp của De Rai là rất tuyệt vời. Khả năng kiến tạo của anh là rất tốt. Thế là khả năng chuyền bóng của Rai là ổn. Raul. Thật khó để có thể chiến thắng được thủ môn trong vòng cấm. Tình huống như vậy. Điểm của Rai bóng đi rất căng. Rai có thể xu hướng thiên về phòng ngự, là một trong những mẫu CDM rất cơ bản, không có chỉ số ẩn. Vụ Rai gần như trong trận đấu chỉ là kèm người ngăn chặn đối thủ, cướp bóng, chuyền cho đồng đội và một số tình huống có thể lên tham gia tấn công với ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội. Right. Bóng đá Anh đang nở rộ những tài năng trẻ như Raheem Sterling và bây giờ là Rai. Mức giá để có thể đưa được De Rai về đội hình sẽ là vô cùng đắt. Nó không dưới 100 triệu bảng. Và thực tế ra là De Rai rất xứng đáng với giá trị cao như vậy. Trong in-game thì anh khi sử dụng De Rai trong vị trí CDM thì ta sẽ có cảm giác vô cùng yên tâm. Rồi là một pha dứt điểm rất hay của CR7 vào giải 18 PLS. Right. Nhanh. Trong trận đấu vừa qua thì
Ronaldo Chamberlain đã dính một chấn thương và anh đã phải rời sân ở phút 82. Một chấn thương khiến cho CR7 rất lo lắng. Trong trận đấu đấy thì anh đã có vẻ mặt khó chịu khi bị thay ra. Tuy nhiên thì đối với một người mà quyết tâm như CR7 trong từng trận đấu và trong cuộc sống của mình thì việc gặp chấn thương và không được thể hiện được nhiều sẽ là một tổn thất, một tổn thương đối với anh. Ronaldo luôn rất cầu tiến. Đấy là một trong những mẫu cầu thủ, mẫu tiền đạo mà thật sự là tương đối hiếm của bóng đá thế giới. Khi mà anh đã đạt được rất nhiều những vinh quang rồi, ở độ tuổi 34 CR7 vẫn không chịu dừng lại. Anh muốn chinh phục nhiều hơn nữa, thách và muốn đạt được nhiều vinh quang hơn. Right. Và kiến tạo của The Right đây là Gareth Bale. Vậy là một đường kiến tạo như đặt dành cho Gareth Bale, xuyên phá mọi hàng thủ luôn. Để chấm cho The Right ở mức điểm CDM ở thì tôi sẽ chấm cho anh mức điểm là 9 trên 10. Một mẫu CDM tương đối tuyệt vời đối với bất kỳ một huấn luyện viên nào. Thông minh, tinh quái và phòng ngự xuất sắc, khả năng kiến tạo phù hợp đồng đội cũng vô cùng ổn. Có khả năng ghi bàn nếu có cơ hội, dù là bóng bổng hay là ta. Trong những tình huống Rai có cơ hội thì các bạn nên đặt anh ấy ở vị trí chân thuận. Khả năng dứt điểm của Rai sẽ tốt hơn. Bạn thấy là khả năng điều phối và cầm trịch của Rai là rất tốt. Là một tiền vệ lùi sâu nhưng Rai rất năng nổ tham gia tấn công.